Để thu hút khách du lịch đến với lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 4. Trong mấy ngày qua, các ngành chức năng thành phố và quận Bình Thủy đã tập trung thực hiện các mặt công tác nhằm tạo cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra lễ hội. Tổng vệ sinh môi trường trước ngày khai mạc lễ hội Đền Hùng và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Công việc mà Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy phối hợp với Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tập trung thực hiện trong mấy ngày qua. Trong cái lễ hội bánh dân gian chia thành 2 ca, một ca là 10 người công nhân để thu gom vệ sinh quét rác cho sạch sẽ. Buổi chiều ca 2 là 10 người trong lễ hội, còn ở ngoài cái lễ hội bánh dân gian, mấy cái tuyến đường chính thì bố trí buổi sáng thì 5 người, buổi chiều thì 10 người. Công việc là thu gom rác, quét mấy cái tuyến đường trong lễ hội và tuyến đường ngoài là bỏ vô thùng rác, rồi đến kéo cái thùng rác đi đến nơi mà điểm tập kết là xe bố trí thu gom. Cùng với việc đảm bảo không để rác tồn động thì quận Bình Thủy còn tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo cảnh quan, an ninh, an toàn cho du khách đến tham quan, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Theo đó, sẽ bố trí thêm nhiều điểm có che chắn, làm mát trong khuôn viên Đền Hùng và cả khu vực quảng trường nơi diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Xác định được là người dân mà về tham gia giao thông ở trên địa bàn của quận là rất lớn. Do đó thì đối với Ủy ban nhân quận thì cũng chỉ đạo cho công an có những cái kế hoạch, phương án để phân luồng cụ thể và tăng cường cái tuần tra kiểm soát để đảm bảo làm sao là ổn định được tình hình và đảm bảo được cái an toàn giao thông trên cái địa bàn của quận, đặc biệt là trong những cái ngày lễ hội diễn ra. Công ty của chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra, tăng cường cái công tác sửa chữa và ứng trực trong cái thời gian diễn ra lễ hội, bố trí các anh em để thành các nhóm để trực xuyên suốt trong quá trình diễn ra lễ hội và xe cẩu thùng để phục vụ sửa chữa khi có sự cố xảy ra. Ngành chức năng quận Bình Thủy còn chủ động trong việc thực hiện hợp đồng với các tổ chức cá nhân có nhu cầu trông giữ xe. Với hàng ngàn xe ô tô, mô tô dự kiến đến lễ hội sẽ được bố trí trông giữ tại 10 điểm, giá cả niêm yết rõ ràng, đúng quy định. Phường được giao nhiệm vụ là giữ xe ở ngay cái Đền Hùng. Thì qua đó thì phường cũng đã có xây dựng kế hoạch cũng như chỉ đạo các cái lực lượng rồi phân công, rồi lên lịch để mà phân công lực lượng để trực và giữ xe cho cái du khách đến tham quan. Phường cũng sẽ có chỉ đạo lực lượng là giữ xe phải đảm bảo về cái niêm yết giá cũng như là đảm bảo về cái vấn đề thực hiện theo đúng các quy định về giá cả. Với các phần việc được chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần vào thành công cho lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, cũng như tạo được thiện cảm đối với du khách xa gần khi đến vui chơi giải trí tại thành phố Cần Thơ.